thơm phức luôn. Đấy, đó là đồ nha. Như gió thì nhìn hỏi. Ê, gia đình em xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê nha. Ôi chào cả nhà nha. Ôi chào cả nhà nha. Ê gấu, chào cả nhà con. Chào nha. Ê cả nhà ơi, thì hôm nay gia đình em có mua được một ít tép nè. Tép đồng hay sao cha? Tép đồng á. Tép đồng với một miếng thịt ba rọi. Thì bây giờ mình sẽ làm món tép ram á cha. Tép ram mặn mặn ngọt ngọt nha cả nhà, với thịt ba rọi luộc thì sẽ cuốn bánh tráng với rau sống chấm với mắm nêm nha cả nhà. Thì bây giờ gia đình em bắt đầu là lạc rau đây, lạc tép trước nha. Giờ mình lạc tép trước đi. Cái tép này con nhỏ nhỏ không nha hả? Nhỏ không bự không đâu. Này nhớ hồi xưa ở dưới quê cha. Mùa nước lũ về ha, đi kéo quá trời luôn. Trời ơi kéo này mấy chục ký á. Ủa quá trời luôn, tép này. Tép ở dưới quê nó bự có gì nhiều. Bự hơn con này hả cha? Rồi bự hơn. Cái này như là trăng mùi nước nổi kéo tép dữ lắm. Cái này như là nó ở trên này nó đặt trong suối á cha. Tép này trong suối rồi. Mẹ lặt tép phụ cha đi kìa, để nó sáng lên mua thì nó còn tươi lắm rồi nha. Nó còn nhảy tưng tưng luôn á. Bây giờ bỏ tí nó ngọt chết hả cha? Ừ, mau chết lắm. Tép này đưa lên khỏi nước tí là chết rồi. Thôi mẹ lặt tép luôn đi cho nó nhanh mày. Cái này không lặt đầu ăn có được không cha? Cái tép này nó đầu nó hơi cứng quá à. Đầu nó hơi cứng hả? Cứng hơn tép dưới ấy mình, cái suối này cứng. Lặt từng con kỳ công nha, cái này quá trời luôn. Trời. Sáng thì ra thấy nó ngon quá cả nhà, nó muốn ăn á thì nên mua về luôn. Bỏ miếng ba rọi qua đây cha. Ừ. Giữ bỏ miếng ba rọi, rọi heo. Này luộc thì bỏ sẽ chấm với mắm nêm nha cả nhà. Cũng lâu lắm rồi không ăn cái món tép ra mặn ngọt này ha. Chà. Tép ra mặn này với thịt ba gọi cuốn bánh tráng. Tép ra. Lâu lắm rồi mình không ăn ha. Lâu lắm rồi. Xưa thì ngay mùa nước lũ cả nhà thì đi kéo lứ. Trời ơi, kéo một cái đó ha, cả mười mấy ký lô á. Ủa nhớ đợt đó quá trời luôn. Kéo một cái dở lưng lắm. Nó nhảy trắng chi giả hết trơn luôn. Nhảy là quá trời đó. Hình như kéo đợt đó có gắn điện cho. Có gắn điện không ta? Có chứ. Gắn điện không có chứ, không gắn điện sao có. Vô lưới chết đúng không? Ừ. Nè, làm gì là cái ham ngon lắm. Kéo cái ham lắm, hồi đó kéo cái ham lắm. Dạo. Đó nhớ kéo xong rồi hay lên đó ra ram lại. Ram rồi như vậy ra vườn hái rau về cuốn bánh tráng thôi. Trời ơi, tết này đó ghê ghê. Ký con nhớ như bao nhiêu tiền ta? Mấy ngàn hả? Mấy ngàn bạc. Dưới thời xưa thì còn nhiều tép lắm cả nhà. Nè, lúc đó là lúc năm năm 2001 lá 2 gì đó chết dữ lắm. Tép này nó nhỏ thiệt mà nó đầu nó hơi cứng. Đầu cứng hả? Đầu chắc cứng trên này nó sống ở suối hay sao? Sống suối. Suối nó cứng hơn đầu dưới quê mình đúng không? Ừ. Dưới quê cái đầu mềm mèo à. Cái râu nó cũng cứng nè, cái đầu nó cũng cứng nè. Dạ. Giờ lọc mấy tép bự hơn, tép nhỏ hơn hay mình lựa đi. Đây thì bên này thì có mua được một ít dưa leo cả nhà. Dưa leo xà lách, hẹ với nhấp cá, húng trắng, ớt. Đặc biệt là không nên là thiếu là có mắm nêm nha. Cho mắm nêm luôn. Hồi xưa là như là nhớ là chỉ chấm gì ta, nước mắm chua cay thôi. Như cuộn ram lên, cuộn bánh tráng. Chua cay. Nước mắm mặn. Gì con? Đây gấu ở kia ngồi đây kìa, ngồi với bà ngồi đi. Cha phụ lo mà đòi lặt rau đây. Lặt rau. Cái này mà cuốn nhiều vô chấm mắm nêm một cái thì thôi. Ngon, tới tay luôn. Ủa cái cây này cái gì vậy trời? Cái cỏ gì đúng rồi, giục bỏ đi. Cái lá này lạ gì vậy? Tôi cắt đi chung luôn. Bỏ luôn.
xưa làm đi đẩy cái này xong là về nhà là có người vô căng hay sao? Kéo lưới. Ghe vô căng tới nhà. Kéo lưới. Với dân lưới cá đâu á. Mùa nước về mà giờ như nghe nói dưới quê nước về ít lắm rồi. Nước về ít mà chắc là không có cá mắm gì. Chuối để dùm thì nó đẹp à. Ừ, chuối đẹp. Ừ. Nước về ít. Chú con nó mọc lên. Đó không biết hả? Lên trễ bác ba nó dưới giờ mới xạ đó. Mới xạ là vụ đông xuân hả nhỉ? Ừ. Nước năm nay nó về trễ mà lại ít nước nữa không? Ít nước là ít cá nè hả? Ít cá tôm tép hả? Thường thường là nó 20 tháng 8 là nước lên rồi nè. Mà bây giờ tới mười mấy, không mười. Chúng ta leo. Giống gì? Rồi rớt rồi, lấy miếng khác nữa. Rồi rớt rồi mất luôn. Này con ngồi ghế này nè. Cái này đó là tràng bây giờ là lụm lên đi nghỉ tràng. Ra vườn rau trời rồi, rau trời rồi trên này không thấy bán hay sao? Trời cái này bỏ không có gì đó. Rau trời nè, rau nháy nè. Trời ngon lắm. Mấy cái loại rau trong vườn hồi xưa. Rồi rau trời cả trời. Rau nháy ăn cũng ngon lắm con. Dạ. Rau nháy như trên này con thấy cái nhà trên con gần gần nhà trên con có trồng á. Có không? Có. Cái bông của nó bông như nó có bông đúng không ạ? Rau nháy. Rau nháy nó có bông. Nó già lên nên nó có bông. Nó gụng nó. Rau nháy còn chừng mày nói rau ba cái rau cái cây mà thứ mà cái loại mà xanh đó. Cái loại mà người ta để cho cắt ra để cho để gói cho em bé nằm đó. Định cho ra mồ hôi đó. Cây đó, chừng cây đó đó. Cây đó nó lá nó nhỏ nhỏ gì đó. Cây gan rau nháy luôn. À đinh lăng hả? Đinh lăng ơi, đinh lăng. Không phải chứ, đinh lăng phải. Đinh lăng là khác, cái rau nháy thì khác mà. Mai bốn mà. Cái đó sinh con gì chồng á? Con nhảy ra nhiều lắm. Trời ơi, nó chồng, con chồng đi rồi nó lên cái nó già, cái nó rụng nó lên như là quế vậy đó. Quế con chồng ha là nó già, nó có hột, nó rụng nó lên nhóc luôn. Dạ. Cái rau nháy đó đó. Gì đó. Lâu hoảng ra cho lâu nè. Rồi, lâu chẳng ai lâu không được. Nó bứt hoài không bứt cái gì. Ừ. Mít ngọt nè. Ngon thử. Tí ăn thử á. Ngọt quá. Ngon. Ngọt quá hả? Mít ngọt không mấy ngon. Bây giờ người ta trồng mít ngon không à con ơi, mít Thái ngọt, ngọt không à. Ừ. Mít Thái mít ngọt không à. Hè nè. Uống này có hè mới ngon không? Ừ. Ừ, cái ra này nè. Thả luôn. Thả đi mình bỏ ra. Này thấy nhiều nhiều bị chết xúc nhau hai ba người lặt một tí vậy ha. Bà lâu mấy đâu. Hai ba người lặt cũng mau chứ đâu có lâu đâu. Ờ đó về cuốn mỗi tôm này không à. Rồi tép này kìa, tép này trăm mấy ký à. Trăm mấy, trăm rưỡi nè. Chứ trăm rưỡi luôn đó hả? Ừ. Trăm rưỡi cho con mua 120. Nửa ký 75 ngàn. Là 15 ngàn. Tép này tép, wow. tép đồng là nó mắc nè. Đồng. Cái này ta đặt, chắc đặt gì cho? Đặt mấy cái gì? Giỡn. Giỡn. Ừ. Mà trên này nó đặt cái khác á, không phải là đặt giỡn đâu. Đặt giống như là cái lưới mà có túi vô gì đó. Lưới, lú, nó đâu lú rồi, chưa lú à. Chắc vậy, dở. Cái này làm khác với quê. Mà ít lắm, lâu mới lâu mới có à. Ừ, chứ còn nhà tép này có ai bán thường đâu con ơi. Tùy theo bữa. Tép đồng lâu lâu tao kiếm được tao mới có nên bán. Cái 150 ngàn ký. Bà cái tép rồi cua. Trời ơi cua đó hàng lực đó hả? Cua. Nó đặt vớn nó dở cái mấy chục ký lô. Lúc đó ký 2 ngàn bạc. Ngàn mấy 2 ngàn. Mà không có ai mua nó chứ. Còn nhớ cua mình đi là lại người ta đi cái làm cái đặt cái nhúm ra xong rồi lấy cái đồ xúc xúc á. Gì nó đặt vớn gì làm cái ủ á, đặt là vớn ở trên đồng á, cua nhóc. Còn mà mấy cài mà chụp một cái ha ban đêm á nó nổi đầu á lừ giờ cũng hiếm lắm con ơi, ở dưới quê mà còn 70 ngàn một ký lô á, cua á. Cua hả? Ừ, vì bảy con mua ăn á là nói 70 ngàn ký lô. Mua 70 ngàn gần bằng trên này rồi. 80 ngàn là cua này, trên này cua này 80 không phải cua đồng đâu, cua là như cua nó nuôi á, suối có suối mà vì à, cua con nó nhỏ không một cỡ mà nó
Ô hồi xưa nhớ cái làm gì ta, xúc cua, đi xúc cua là làm cái gì cha, làm mấy chùm chùm đó. Rồi đắp mô. Đắp mô cua hả? Đi chăn câu. Xong phần gao rồi. Còn đường nữa rồi, hơn nữa rồi đó. Cái này ăn ngon mà mất công tí rồi ha. Mặn lâu lắm. Hết rồi. Nào lắm. Thôi mà đang lặt. Lúc nãy con mua nó còn nhảy luôn hả cha? Ừ. Mà giờ nó để bệnh nó chết ngọt hết rồi. Bây giờ lặt xong hết rồi chưa? Xong hết rồi đó. À, được một ổ như thế này. Rồi. À, giờ đem đi chuẩn bị nấu nha các nhà, ram lên, luộc. Giờ thì gan tép hả? Ừ. Gan tép nha các nhà, mẹ gan tép nha. Tép thì lặt được một tô như thế này. Cho tỏi vô. Rồi khô quá. Ngọt quá, bụi quá. Rồi, đép vô. Đậu lên. Thơm quá ngài. Bốc mùi thơm ha. À. Thơm. Tại vì tỏi với gốc hành rồi mẹ để vô đó. Vì nó mẹ cho nêm nếm vô thôi mà. Nêm nếm vô. Ơi còn ngọt nữa nha. Hạt nêm. Miếng hạt nêm. Hấp dẫn với cái món này quá. đường khô nước nó bốc mùi thơm vậy cái mình giờ để ram cho nó khô nước nè. Ừ, cho nó khô nước hết trơn rồi cái mình mới để hành vô là xong. Lửa chụm nhiều đây nên chút nó khô rồi con ơi. Dạ. Hồi nãy gió quá. Bên đây thì chuẩn bị đồ sẵn hết rồi nha nhà. Đây mâm thịt luộc và rau sống. Bây giờ cho hành vô nha cả nhà. Đảo lên công đoạn cuối cùng. Thơm phức luôn. Đấy, đổ ra tô nha. Wow. Nhiều gió, chịu gì nổi. Gia vị nó thấm vô hết con tôm nè. Thơm. Ừ, thơm. Rồi, quá trời luôn. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã chuẩn bị xong cái món tép ram mặn này cả nhà, với thịt ba đỏi chiên cuộn với rau sống nha. Rồi chấm mắm niêu nha, mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình em nha. Ôi, mời cả nhà nha, thưởng thức gia đình nha. Ta chào ông bà, ta chào. Bánh tráng. Ăn tép gan gan với thịt ba gọi cũng bánh tráng. Rồi. Gan mỏi mặt đi xuống không mẹ mình rồi. Ăn đi con. Ông bà, ông nội. Ông nội. Rồi, ở nhà đây. Đây cuốn sẵn mấy cuốn nè. Đó ăn cuốn nào? Sẵn mấy cuốn cho mấy đứa nhỏ chấm này nè. Ngon dạ. Ừ, chấm qua đi. Chấm này ngon lắm. Ê, dễ thương miếng này. Miếng này.
ôi ủa chị hai nè, ôi nó cắn cắn quýu dữ vậy. Cắn đứa dính luôn rồi, dính gài gãy răng luôn rồi, nghỉ răng luôn sao rồi, cắn đi cảm ơn đi con. Quà gỗ cắn ngon lành như nè, sao chị hai cắn cực khổ rồi hả? Dạ cắn kỳ quá này, miếng tép, cái mùi tép làm thấy thơm mà cha. Bà nội nè đó. Rồi rau sống vô nữa, chấm mắm nêm một cái nhức đắp luôn, ngon không? Cuốn con to hả? Cuốn gấu nhỏ hả? Đó tới tay luôn, tới tay luôn, thơm quá. Tép rồi, tép gam rồi, tép gam mặn rồi với thịt bà gọi nó ngon quá, ngon rồi. Hôm nay chấm với mắm nêm là hợp lý luôn này ha. Ừ, ngon chấm tép luôn. Ngon quá. Thôi mời cả nhà nha, dưa hết rồi, dưa hết rồi, chết miệng. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon dạ. Ngon. Thôi gấu ăn hả? Nè gấu hả? Ngon lắm. Mày lấy xà lách cho chứ. Mày ta ăn rau nhiều mới ngon mấy ha. Dính bị rau gì thì ngon. Đặc biệt có cái hẹ nè, cái hẹ này là tới tay luôn. Dạ dạ. Gấu nó không biết ăn tép mà con lại biết tép, con là không biết ăn thịt mà gấu lại biết ăn thịt. Ừ, hãy cho em ngồi đỡ ha. Đỡ ăn ngon hơn cái thịt. Thì gấu nhường cái phần tép ra cho con đó, còn con nhường cái phần thịt lại cho gấu. Ừ. Đó. Bỏ thịt này nè. Cũng như có hai chị em ăn hột vịt, đứa thì thích chùm trắng, đứa thì thích chùm đỏ. Nói gì là đúng rồi. Rồi qua đóng đáp lại hả? Cái lấy trứng vịt ra dễ rồi, là đứa nào cũng có phần hết trơn. Không có ấy hết trơn. Bỏ đây. Ăn đi con. Không ăn, bỏ đi. Đứa thích chùm trắng, đứa thích chùm đỏ. Hai chân con không hiểu. Đấy là như hai chị em con mà, đứa thích chùm trắng, đứa thích chùm đỏ. Không? Nó hiểu không? Con không thích chồng trắng thì em gấu thích chồng trắng, em gấu ăn. Con lại thích chồng trắng rồi. Ừ. Quá đã mà. Hả? Ngon. Chào mừng sinh vậy. À. Chấm thơm mắm nêm này, chấm mắm nêm này tới tay đúng không? Món này đúng bài, đúng là mình lâu lắm mà không làm món này luôn á. Chưa lâu lắm mà không ăn lại món này luôn. Hả? Cái này đúng bài ăn luôn. Đúng bài ăn luôn hả? Tới tay luôn, đúng bài ăn luôn nè. Đúng bài ăn luôn. Gấu là đúng bài ăn luôn á. Dạ. Còn nè. Còn đó con lấy ăn đi. Đúng bài luôn mà. Để uống chừng nữa ngay đi. Hỏi đi, hỏi tiên con. Có tôm, có tôm. Thì chứ ăn sao được. Đứng sâu rồi dạ. Rồi, thôi, để con ăn, ăn này nè. Ăn này có té ít tôm nhiều nè. Cái đó ít tôm để cho em. Nè. Cái này ít tôm để cho em. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Cho con ăn bún. Ăn gì? Ăn bún. Bún hả? Ăn cái đi nè. Bún này nè con. Ăn bún này con ăn được. Ăn hả? Con ăn sao rồi bà nấu bún cho con ha. Đó. Bún với bánh tráng không? Nó khoái ăn gì đó. Ngon quá. Lắp nó giòn mà ha.
đậm đà giòn nữa hả? Hai còn cuốn hả? Bên trái với bún hả? Ừ. Rồi, cảm ơn nội chưa? Đây. Cảm ơn nội đi. Rồi con câu cuốn đi, ăn đi con. Đây. Con bà đậu cuốn đi con nha. Còn đây mà. No. No thôi á. Đâu á? Nhà mới uống rồi. Cái này nhớ hồi xưa mà. Đi kéo tép á. Kéo tép về đúng không? Cái rồi. Ram ra một chặt nôi đó. Đồ cuốn bánh tráng thôi. Thì mà ngon nôi nê luôn. Cuốn bánh tráng ăn đi ra kiếm. Thấy giờ ba mấy cuốn luôn rồi đó. Ừ. Nhà ba mấy cuốn. Hai cuốn hả? Con ba cuốn. Ba cuốn luôn. Cuốn này cuốn thứ ba nè. Giỏi vậy. Còn thứ ba. Này rau nhiều mới ngon. Rồi lỡ ba tép ha, kéo lưới ha. Nó nhảy sáng nó chừng. Dở lần cái đủ quá không? Thúc cái mấy nửa thúc. Ba bốn tí á, bốn tí luôn. Trời ơi, nhóc. Kéo lưới là kéo hai người hai đầu lưới đúng không? Ừ. Dẹp tép vô giữa. Dẹp rồi gắn vô giữa. Ủa sao nghỉ ăn rồi con? Ăn đi. Con chán không? Bé chán chán cái dòng bể rồi trời. Đắp được cái nữa. Bể cũng bể không? Ăn thôi con. Ngồi chơi đi. Cuốn mẹ quá trời. Này có cái gì á? Dạ cuốn. Bự bự mới ngon. Rau luôn đầy đủ ngon. Ngon chưa? Ngại ra đây. Ừ, thôi. Ra kia. Ngon lắm. Ừ. Mình mắm niêm lên nữa hả? Dạ, bể tanh bà ơi. Bể mẹ. Bị ướt hả? Bể, bánh trắng nó mềm quá. Bể bánh trắng mềm. Ừ. Trời. Nhìn ăn cái này. Bể, ăn ra cửa bể. Cha lấy đũa gấp luôn cha. Bể, ăn ra cửa bể. Mới cuốn một cuốn to bằng kino luôn cả nhà. Bằng bằng cây cột điện luôn nha. Chắc gớm. Không vậy. Chắc chắc đam cuốn. Mấy cuốn rồi dạ? Cuốn này ba rồi. Nhà cho ăn chục cuốn á. Đã. Chục cuốn mà to như thế này thì chắc đông quá. Đậm miếng. Cuốn này cuốn thứ ba đó. Ngon à. Lạ miệng. Ngon quá. Ba tép này là ngon. Tép là ngon. Nó thơm mà nó đậm đà. Vừa ăn luôn hả con ha? Bốn cái. Dạ. Thơm đậm đà. Cái của thứ bốn gì cha? Cái bốn hả? Ngon chưa? Ăn con ăn cái cuốn chín nha. Bốn cái bún với bánh tráng không ạ? Vì vừa để cái gì vô thành dưa gì? Dạ. Dạ thật. Bún được không? Hả? Khoan. Cuốn nữa. Ờ, để mà nấu cuốn nè. Cuốn với bánh tráng có gì? Chị hai cuốn cho em. Dạ lớn mà. Ừ. Thôi. Này lỡ tay cuốn thôi.
Chị Hanh đang có cài đẹp à? Dạ. Có cài đẹp à? Hôm trước cô hai cho bây giờ mới lên lấy. Phải không? Lâu lắm rồi. Hai cho lâu rồi mình còn nói để khi mà cô đưa cho con. Chị hai quấn được to nha đủ. Ừ, ít thôi. Ít thôi. Dạ. Ừ, bớt bún đi. Dạ. Cảm ơn không? Đủ quá. Ừ, bớt bún rồi chút. Ăn hết đâu ăn. Như bún nó này thôi. Đây hai. Đây. Rậm quá à. Con thôi luôn hả? Dạ. Con thôi luôn hả? Dạ. Nóng. Có hai cuốn nồi. Vâng, nãy đang định cuốn cho con mà cha kêu con cuốn cho bốn này cuốn. 1, 2, 3. Ừ. Cái này cuốn cầm. Không cuốn hả? Ờ, cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã ăn xong cái phần nồi cuốn này nha, cuốn còn một ít nè, để tối ăn tiếp. Giờ gia đình em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho em xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye. Bye bye.